chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Điểm tin an ninh trật tự trong tuần của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin được phát trên website plo.vn, đồng thời được phát trên các kênh YouTube, Facebook, TikTok của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2024 có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vụ hai bé gái mất tích ở phố đi bộ, khởi tố tội sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm. Cháy nhà, hai vợ chồng chạy về cứu hai con nhỏ thoát ra ngoài. Xác minh vụ nữ sinh bị đánh hội đồng làm nhục. Hiểu nhầm khi nói chuyện, bố chồng đánh con dâu. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết. Ngày 10 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 1 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, để điều tra về hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Theo thông tin, Vi được bạn trai ở nước ngoài chu cấp tiền để thuê căn hộ 10.05 Tháp Ruby, chung cư Sài Gòn Pier, phường 22, quận Bình Thạnh vào đầu tháng 4 năm 2024. Thời hạn thuê căn hộ chỉ trong vòng 1 tháng, tức cuối tháng 4 sẽ hết hạn thuê nhà. Mục đích được sử dụng làm nơi Vi dùng để quay các clip khiêu dâm rồi chuyển ra nước ngoài. Ngay sau khi chuyển vào ở tại căn hộ 10.05 Tháp Ruby, chung cư Sài Gòn Pier, tối ngày 3 tháng 4, Vi đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và tiếp cận hai bé gái NKTM 7 tuổi và cháu LHTL 3 tuổi khi hai bé này đang bán kẹo ở khu vực trước nhà hát thành phố. Sau đó, Vi dùng tiền, bánh kẹo dẫn dụ hai cháu bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 8. Từ quận 8, Vi bắt taxi công nghệ đưa hai cháu bé về giam giữ tại căn hộ 10.05 Tháp Ruby, chung cư Sài Gòn Pier. Tại đây, Vi tiếp tục dùng lợi ích vật chất như tiền, bánh kẹo nhằm mục đích giữ hai cháu bé ở lại. Trước đó, tối ngày 3 tháng 4, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, đang trú quận 7, loan báo tin bị thất lạc hai con gái là NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4, tổ công tác Công an quận 1, phòng PC02 và Công an quận Bình Thạnh kiểm tra căn hộ thuộc chung cư Sài Gòn Pier, phường 22, quận Bình Thạnh và giải cứu thành công hai cháu bé trước đó bị mất tích ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ tối ngày 3 tháng 4. Ngày 11 tháng 4, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra vụ cháy nhà trên đường Phan Huy Ích, phường 15. Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, người dân sống trên đường Phan Huy Ích thấy cháy ngôi nhà, đồng thời là tiệm bánh ngọt nên hô hoán. Nhiều người dân huy động bình cứu hỏa, nước để tiếp cận dập lửa. Do lửa bùng phát mạnh ở không gian hẹp nên việc khống chế bất thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Bình điều phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt hoàn toàn đám cháy sau vài chục phút. Căn nhà nơi xảy ra cháy được ngăn làm hai khu vực, phía trước được chủ cho thuê để làm tiệm bánh ngọt, phía sau là nơi ở của gia đình. Một nhân viên tiệm bánh ngọt ngủ lại phát hiện cháy nên đã thông báo cho mọi người bên trong căn nhà biết. Sau đó, toàn bộ 6 người, gồm cả nhân viên tiệm bánh và người bên trong căn nhà đã kịp thoát ra ngoài an toàn trước khi lửa bùng phát mạnh. Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà cho thuê làm tiệm bánh ngọt cháy hư hỏng, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, mái tôn đổ sập. Ngoài ra, vụ cháy còn làm ảnh hưởng đến một tiệm hớt tóc liền kề, nguyên nhân đang được điều tra. Khoảng 13 giờ chiều ngày 9 tháng 4, người dân sống trên đường số 9 thấy khói lửa bốc lên từ khu đất trong hẻm 47, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Nhiều người hô hoán, huy động bình chữa cháy, vòi nước tìm cách dập lửa nhưng không thành. Khói lửa sau đó lan rộng, bốc cao khiến khu vực náo loạn. Nhiều người cố gắng di dời đồ đạc, xe máy, ô tô tránh xa đám cháy. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân, đội chữa cháy khu vực 4 Công an thành phố Hồ Chí Minh điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy được khống chế. Theo người dân, khu đất xảy ra cháy có diện tích khoảng 1.000m², xung quanh được vây bằng hàng rào tôn. Bên trong có nhiều nhà được dựng lên bằng khung sắt lợp tôn để cho thuê ở, sản xuất, chứa hàng hóa. Vụ cháy khiến một số căn nhà liền kề bị cháy, gồm một nhà kho chứa hàng hóa đông lạnh và vải. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Ngày 8 tháng 4, người dân sống trong hẻm đường thị trấn, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà một trệt một lầu trong hẻm. Người dân chạy tới thì thấy cửa khóa cháy nên tìm cách dập lửa và gọi điện báo chủ nhà. Đang buôn bán gần đó, vợ chồng chủ nhà chạy về mở cửa, cùng người dân xông vào chữa cháy cứu hai con nhỏ, gồm một trai, một gái, trong đó độ tuổi từ 7 đến 12 tuổi, đang ngủ ở trên lầu ra ngoài.
Người dân cho biết chủ căn nhà làm nghề nấu đậu hũ. Đám cháy được dập tắt trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến. Ghi nhận khu vực cháy xảy ra ở tầng trệt tại lối ra vào, nơi đặt máy chiên đậu hũ gần cầu giao điện. Khói lửa khiến toàn bộ căn nhà bị ám khói đen, một số tài sản bên trong hư hỏng. Chủ nhà cho biết nguyên nhân cháy do chập điện, may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ngày 10 tháng 4, tin từ Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết huyện này đang chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh điều tra vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng và lột quần áo. Cụ thể, vào tối ngày 9 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị hại nữ sinh khác đánh đập, túm tóc, dùng chân đạp lên đầu rồi dùng tay tát liên tục vào mặt. Mặc dù nạn nhân không ngừng van xin, nhưng hai nữ sinh kia vẫn liên tiếp đánh hội đồng và lột quần áo của nạn nhân. Người quen clip là một nam sinh còn đưa tay hình biểu tượng trái tim để cổ vũ hành động nói trên. Ngay sau khi video được phát tán trên mạng xã hội, Công an huyện Quảng Trạch và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này đã khẩn trương vào cuộc làm rõ sự việc. Bước đầu xác định nữ sinh bị đánh đập và làm nhục đang học lớp 7 thuộc trường trung học cơ sở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch. Hai nữ sinh đánh bạn đang ngủ tại xã Quảng Phú và xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch. Vị trí xảy ra vụ việc là khu vực bờ biển xã Quảng Phú. Người quay clip là một nam sinh trú xã Cảnh Dương. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan để có biện pháp xử lý. Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ một tài xế gây mất trật tự công cộng khi tham gia giao thông trên địa bàn. Trước đó, vào ngày 9 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế điều khiển xe đầu kéo đi ngược chiều trên đường, đồng thời dùng phương tiện giữa đường, cầm hung khí thách thức, chửi bới với một tài xế khác vì không được nhường đường. Sự việc xảy ra vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày tại chân cầu vượt Sóng Thần thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thông qua đoạn clip, nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc trước hành vi gây mất trật tự công cộng khi tham gia giao thông của nam tài xế xe đầu kéo. Sau khi nhận được phản ánh, Công an thành phố Dĩ An đã vào cuộc xác minh và mời ông X, tên viết tắt, sinh năm 1992, quê Nghệ An, là tài xế xe đầu kéo xuất hiện trong đoạn clip lên làm việc. Qua làm việc, ông X thừa nhận bản thân đã có hành vi như trong đoạn clip và trình báo do nóng nảy, không kiềm chế được khi tham gia giao thông nên đã dừng xe giữa đường, cầm một cây gậy gỗ chửi bới gây mất an ninh trật tự. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, xã Mã Đào, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thả 11 loài với 49 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Các loài được thả gồm tê tê Java, rải ca vuốt bé, kỳ đà vân, trăn đất, trăn gấm, khỉ đuôi lợn, khỉ đuôi dài, rùa núi vàng, rùa răng, rùa đất lớn, rùa ba gờ. Trong số này có một cá thể rải ca vuốt bé và một con trăn đất nặng 63 kg. Khi được cán bộ kiểm lâm phối hợp với lực lượng ở khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thả về tự nhiên, con rải ca vuốt bé kêu nhiều tiếng, không chạy đi ngay mà quay lại tỏ vẻ lưu luyến các cán bộ kiểm lâm. Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh, số động vật hoang dã trên chủ yếu do người dân tự nguyện giao nộp. Sau thời gian chăm sóc sức khỏe, cứu hộ tại trạm cứu hộ động vật hoang dã ở huyện Củ Chi, tất cả 49 cá thể gồm 11 loài đều lực lượng chức năng thả về khu bảo tồn. Tình trạng sức khỏe của các cá thể trên đều bình thường, vận động tốt, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên. Ngày 11 tháng 4, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tân, huyện Ca Đông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã chuyển hồ sơ tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định xử phạt hành chính đối với người đàn ông đánh con dâu. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tân, kết quả xác minh xác định ông VVT, ngụ xã Hòa Tân có hành vi cố ý đánh người gây thương tích đối với con dâu của ông là chị LNPH. Tuy nhiên, hành vi của ông T chưa đến mức xử lý hình sự. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tân, giữa ông T và chị H xảy ra nhiều hiểu nhầm khi nói chuyện với nhau. Hơn thế, giữa chị H và gia đình bên chồng đã có bất đồng trong cuộc sống nên dẫn đến vụ việc. Ngày 12 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án cướp tài sản giết người hiếp dâm xảy ra hôm 8 tháng 2 tại khu phòng trọ thuộc khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức do Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, ngụ Đồng Nai thực hiện. Theo điều tra, Khoa và nạn nhân VTT, 25 tuổi, ngụ Đồng Nai ở cùng khu nhà trọ. Ngày 8 tháng 2, 28 tháng Chạp âm lịch, Khoa thấy chị T ở một mình trong phòng, chuẩn bị đồ về quê ăn Tết nên lấy lý do nhờ chị T qua phụ dịch chuyển tủ quần áo. Khi chị T vừa qua phòng thì Khoa đóng cửa lại, dùng dao đe dọa, uy hiếp và dùng vũ lực dao tấn công rồi lục tìm tài sản của chị T.
Sau đó, Khoa thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân, sau đó phân thi thể nạn nhân rồi mang đi bỏ ở mép kênh ven đường đi vào khu công nghệ cao thuộc phường Tân Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Ngày 13 tháng 2, Khoa bị bắt giữ. Sau gần 2 tháng điều tra, ngày 11 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra bản kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Nguyễn Đăng Khoa về các tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Điểm tin an ninh trật tự tuần này. Bản tin sẽ được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Mời quý vị đón xem thông tin được cập nhật hàng ngày trên plo.vn và trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc quý vị những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.